Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay sẽ làm nước ép cà rốt mix với cả sữa. Em cần có 80ml nước ép dứa, 80ml nước ép cà rốt, 10ml sirup đường và một ít muối tinh để có đây. Đầu tiên em cần 80ml nước ép dứa. Bây giờ em sẽ cho 20ml đường vào và cần thêm một ít muối tinh. Và em sẽ quấy đều cái hỗn hợp này. Sẽ cho một chút đá. Chúng ta chỉ cần lắc trong khoảng 15 giây thôi. Sau khi đã lắc xong, bình lắc xong thì chúng ta có thể đổ ra ly để sử dụng luôn. Vậy là đã xong được cốc nước ép dưới cà rốt rồi.